Chương 1 Thiên hạng quay về Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đại thiếu gia tôi ghét an cháp một thiên hạng quay về tại sân bay Thượng Hải, một người đàn ông cao khoảng 1m85 đang dẫm từng bước ra ngoài. Anh ta vừa đáp máy bay về Trung Quốc sau 2 tháng công tác ở California. Anh ta 32 tuổi là người thừa kế của tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á và giữ một vị thế quan trọng trong thị trường châu Âu. Anh ta còn thu mua bất động sản và đầu tư nước ngoài dáng người vô cùng hoàn hảo với bộ vét đen lịch lãm, một tay bỏ vào trong túi quần còn tay kia chỉnh lại chiếc. Carat, ngón tay thon dài lượng lên chiếc trăm hiệu cho Pat Vision, chiếc kính đắt giá trên thế giới. Đứng đầu là chiếc kính trị giá khoảng 408.000 đô la Mỹ, hơn 9 tỷ đồng, thuộc về nhà sản xuất mắt kính cao cấp của thụy sĩ. Pat Jerigo Mẫu kính này được gắn 51 viên kim cương, mỗi viên có trọng lượng 4 carat cùng biểu tượng của hãng được chế tác từ kim cương. Bên cạnh đó, gọng kính không chỉ được đúc từ vàng 24K mà còn cẩn thêm nhiều viên vàng nhỏ để tạo nên vẻ lấp lánh đặc biệt gương mặt của Mỹ Nam là đây. Ngũ quan rõ ràng, đôi mắt thâm sâu nhưng chẳng thèm nhìn ai và nếu chẳng may bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn bạn thì sẽ khiến bạn hồn bay phách lạc đi tận đến trời xanh thẳng đến thiên đường luôn á. Hai cánh môi mỏng khẽ nhếch lên trong mị hoặc và quyến rũ, làn da mịn mịn khiến phụ nữ phải ghen tị anh ta toát ra vẻ lạnh lùng vô đối khiến người khác chẳng dám đến gần. Điều đáng nói là chẳng bao giờ anh nương tay với bất kỳ một ai cản đường anh khiến tất cả họ phải bần cùng không có con đường sống. Đó là thiên hạng, anh đối với ai cũng vậy thôi, nhưng đối với người con gái anh yêu thì rất dịu dàng, biết dồn nén cảm xúc, cố giấu tình yêu anh dành cho cô đến một ngày chẳng thể giấu được nữa. Anh bỏ hết công việc bên Kali để trở về dành lại cô. Thẩm tiên hạ nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả